bị giam cầm trăm vạn năm, đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới chấp 304. Lục Trầm quá thần kỳ rồi, tỷ, tỷ nói xem huynh ấy sao cái gì cũng biết vậy. Còn có chuyện gì huynh ấy không làm được sao? Ta có thể cảm giác được Lục Trầm gánh sứ mệnh lớn, chúng ta đi vào thôi. Không biết bên trong có cơ duyên như nào, thật phấn khích, vào cổ điện Thanh Đồng thôi. Cửa của cổ điện Thanh Đồng cần đủ sinh mệnh hiến tế mới có thể mở ra. Người đi vào cánh cửa chúng sinh, đã định sẵn phần lớn đều phải chết ở đây. Nhiều bảo bối vậy à? Hơn nữa đều vứt ở dưới đất, thuận tay thì có thể nhặt được. Đây là bảo bối trên đảo vào trước đó, sau khi đảo rơi xuống. Không ngờ những bảo bối vô chủ đó đều vào đây. Thu hết những thứ này, đi về phía trước. Wow, đây là thiên diệp đằng, ta không nhìn nhầm chứ. Đây là địa huyền quả, thứ chỉ được ghi chép trong thư tịch. Nhặt mau, những thứ này sau khi mang ra ngoài, nội tình của Linh Khê Tông ta sẽ tăng hơn trăm lần. Đây là cái gì? Là mộ sao? Bên trong sao có nhiều ngôi mộ thế? Không ngờ tận cùng lại là cảnh tượng này. Cánh cửa chúng sinh chính là mộ của chúng sinh. Mỗi người các ngươi có một cơ hội đào mộ, có thể có được cái gì thì xem tạo hóa của các ngươi. Đào mộ ư? Cái này vui nè. Đi đi, mỗi người chỉ có thời gian nửa canh giờ. Đi, đi đào mộ thôi. Thật phấn khích, xem thử có thể đào được cái gì. Ặc, đợi ta với. Mấy vạn năm nay, người chết ở cánh cửa chúng sinh nhiều không đếm xuể. Bảo bối có giá trị do người chết ở đây để lại thì sẽ vào đây rồi được chôn cất. Lai lịch của cánh cửa chúng sinh là bí mật lớn nhất, nó dường như đang thu hồi tất cả vật có linh tính trong thế gian này. Đào mộ cũng không thể đào một cách mù quáng. Đi theo trưởng môn sư huynh chắc chắn không sai. Một lát sau. Các ngươi nhẹ một chút, đừng quấy nhiễu trưởng môn. Hửm, các ngươi. Các ngươi vậy mà cũng lén đi theo qua đây. Mau nhìn, trưởng môn dừng lại rồi. Đào mộ cần dựa vào bản thân các ngươi, đi theo ta cũng vô dụng. Lục trưởng môn, tốt xấu gì cũng cho bọn ta chút gợi ý, nếu không cứ đào bừa sao. Á, đây, đây là. Đây vậy mà là một thanh thánh binh. Linh Khê Tông ta cũng không có thánh binh như này. Chỗ ta có nguyên cốt đan. Loại đan dược này có thể tăng cường độ mạnh của phần cân, sau này tu luyện một bộ cước công thì có thể độc bộ thiên hạ, coi như là bảo đan trong truyền thuyết rồi. Xem ra trong ngôi mộ này quả thật có không ít đồ tốt, trưởng môn sư huynh cho bọn ta chút gợi ý đi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.